Trước đó vào chiều hôm qua, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các khu chế xuất và công nghiệp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cùng một số ngành chức năng đến thăm và làm việc với các doanh nghiệp đang thực hiện vừa cách ly vừa sản xuất. Đoàn đến thăm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ấn Độ Dương và công ty cổ phần Nha Trang Seafood có nhà máy đặt tại khu công nghiệp Thốt Nốt. Nhà máy của công ty Ấn Độ Dương hiện có 30% công nhân làm việc với gần 1.400 người sản xuất theo phương án 3 tại chỗ. Tất cả công nhân đều đã được tiêm vaccine mũi 1, xét nghiệm định kỳ 7 ngày một lần. Đến ngày 15 tháng 8, kết quả 100% đều âm tính với COVID-19. Tại công ty cổ phần Nha Trang Seafood, 487 công nhân cũng được tiêm vaccine mũi 1, thực hiện khai báo y tế hàng ngày, đảm bảo 5K trong mọi hoạt động. Qua khảo sát, đoàn nhận xét công ty Ấn Độ Dương còn hạn chế trong quản lý, công tác y tế, điều kiện ăn ở cho người lao động chưa đảm bảo, cần tạm dừng hoạt động để khắc phục. Đối với công ty Nha Trang Seafood, nơi lưu trú được bố trí thuận lợi, an toàn, bếp ăn có màn ngăn cách, đảm bảo không tiếp xúc gần. Phân chia hai khu vực sản xuất riêng biệt, phòng y tế được trang bị đầy đủ, chuẩn bị nơi cách ly F0, F1 đúng quy định, có đầy đủ cảnh báo, biển báo. Đoàn đề nghị công ty tổ chức xét nghiệm định kỳ đầy đủ, bổ sung thêm một y sĩ cho đơn vị.